Huỳnh Liên à, Chào bác sĩ bé em đi tiêm về bị sốt gần 39 độ thì làm thế nào hay cho uống hạ sốt ạ? À? Uống hạ sốt ạ à. sốt, Sau tiêm phòng mà con bị sốt thì tầm khoảng 38 độ hơn 38 độ 5 là các bạn cho uống hạ sốt Để nó vừa hạ sốt và nó giảm đau cho con Vì tiêm về nó sẽ đau ở cái chỗ vết tiêm Nên sốt như này bạn cho em bé uống thuốc hạ sốt đi ạ Bạn Anh Dương Hoàng Hiếu Bác sĩ ơi bé nhà em 12 tháng bị hai lần tiêu chảy cấp Thực sự mà phải nói với bạn thì nó cũng không phải là nhiều hay cũng không phải là ít nhưng cái điều này nó có thể xảy ra với em bé ví dụ bụi một lần tiêu chảy cấp rồi xong là xong vẫn có thể bị đạn một lần nữa à, chúng ta tiêm phòng rota virus là tiêm phòng được tiêu chảy cấp do rota virus là một trong những cái bệnh lý nguy hiểm bởi vì cái rota virus này nó gây ra cái tình trạng mất nước rất nhanh của em bé gây đến suy kiệt cơ thể nó gây vừa gây nôn vừa gây tiêu chảy sau nó lại xâm nhập vào cái niêm mạc ruột của em bé nó rất nguy hiểm. Nếu khi các bạn tiêm phòng rota virus rồi thì lúc tiêu chảy cấp các bạn được quyền nó yên tâm hơn một chút, tức là chúng ta sẽ không bị nguy hiểm quá. À, còn nó sẽ vẫn còn rất nhiều cái nhóm virus khác nữa gây ra cái tiêu chảy cấp cho con. Nên không giải thích thêm cái này là nhiều bạn mà là em tiêm phòng rồi, à, à, tiêm phòng tiêm phòng, à cho em uống rota rồi mà à, sao con vẫn 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 bị, tức là nó sẽ vẫn có thể ra đấy ạ. Bạn Nguyễn Thanh Thanh bác sĩ ơi con em 4 tháng hơn bị nổi mấy hột ni ti nhỏ ngay bụng với tay chân thì có sao không? Thường về cơ bản thì nó không sao, nó sẽ có một vài lý do Một là rôm sẩy và hai là nhiều con gì nó cắn cắn Những cái dị nguyên ở bên ngoài, ví dụ bạn thấy là chân nổi mụn nước nhỏ chấm ni ti này nó không đỏ không sưng gì Nói chung là không giải quyết gì kệ nó thôi ạ Bạn thương Kenna, bé 7 tháng mà người ăn cháo sữa giờ phải làm sao ạ? cái trường hợp mà người như thế này thì các bạn cứ đổi đổi cách cho ăn hoặc đổi các phương án ăn dặm khác nhau chia chia cữ chia giờ uống uh, kẽm và men vi sinh thứ hai là tăng độ thô tăng độ thô là một trong những cái phương án đầu tiên uh, giải quyết vấn đề về 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 về, về um, biến ăn cho em bé sau chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn Câu hỏi của bạn Trần Trần Quốc Em chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi Em đang cho bé con bú em mọc răng khôn sưng Nếu muốn sốt chịu không nổi Em ra mua thuốc còn nói đang cho con bú Bác sĩ tư vấn em thuốc vậy bố, cho bé bú được không? Có Nó có chứ Ví dụ bác sĩ sẽ cho bạn uống alpha tray này uống paracetamol uh, hoặc ibuprofen để giảm đau này và cộng thêm một kháng sinh thông thường ví dụ như amoxicillin cũng được thì nó không phải là chấm chỉ định tuyệt đối cho em bé bú tức là khi bạn cho em bé bú cái thuốc này vẫn sang sữa các bạn uống thuốc gì cũng vậy nó sẽ sang sữa một phần nhưng với cái loại thuốc này thì một phần da nhiều nó không ảnh hưởng gì đến em bé Nó không ảnh hưởng nhiều cái mức độ chúng ta cân nhắc về cái việc điều trị và cái việc cho em bé bố thì vẫn được Nó chỉ có một số kháng sinh, một số thuốc nhất định là không dùng khi cho con bố thôi Và trong cái đau răng thông thường này các bạn vẫn có thể uống thuốc vào cho em bé bố được Đấy, các bạn à, khi, khi mà mua thuốc có nhắc bác sĩ là việc mình ra cho con bố thì các bác sĩ sẽ lựa chọn thuốc cho bạn à, Ok thôi không sao Cái đau răng này phải uống thuốc vào, nếu không nó đau xong nó mất sữa luôn Nó không chịu được nó mất sữa luôn À, rất nha rất nhiều mẹ vì sao nhà chúng ta kiểu này trong cái thời kỳ mang thai là cái răng miệng của phụ nữ này dễ bị sâu hơn rất nhiều nên mẹ nào ở đây mà ví dụ là chuẩn bị cho cái lần mang thai tiếp theo hoặc là chưa chuẩn bị mang thai thì nhanh chóng khẩn trương xử lý các cái vấn đề răng của mình những cái tổn thương liên quan đến sâu răng có một đặc điểm mà nó không tự phục hồi ví dụ như mà mà da tay da chân bị mụn hay bị sức sẹo gì mà nó lành tính ấy, thì có thể không bôi thuốc hay gì một thời gian nó tự liền nhưng một khi đã sâu răng là cái vết sâu nó cứ ở đấy và nó cứ tiến triển tiếp thôi chứ nó không chữa thì nó không hết được nó không không, không, không tự khỏi được nên là sẽ phải à, trước khi có kế hoạch cho cái việc mang thai sinh con này lên khám răng miệng và điều trị nha khoa trước thì các bạn sẽ không bị rơi vào cái tình huống như thế này đó là rất nhiều mẹ đã bị đau răng bị sinh răng trong quá trình à, Uh, mang thai hoặc là sau sinh nhưng mà mẹ này thì không phải là do không chăm sóc mà là vấn đề mọc răng khôn nên mình chỉ nhắc thêm cho nhiều cái trường hợp liên quan đến sâu răng à, liên quan đến sâu răng là trong cái lúc mang thai là vấn đề con bú là cái đôi răng miệng nó yếu hơn nó rất hay bị xong rồi lại khó khăn trong cái vấn đề uống thuốc Là nó rất khổ bạn Nguyễn Phượng xin cho em hỏi Xin cho em hỏi thế nào là hội chứng rung nắc ạ à? Ví dụ như bé trẻ đi xe ô tô qua chỗ ổ gà gây rung đồ trẻ Thì có tính là hội chứng rung nắc không? Không Hội chứng rung nắc thực sự người ta gọi là một cái tai nạn liên quan đến em bé Mà khi nó xảy ra được tình huống như thế này, này Đó là cái việc phụ huynh mực nắm hai vai của em bé xong nắc đi nắc lại nhiều lần như thế này Đây thực sự là một cái hành động bạo lực xong à, nó mới tạo ra cái hội chứng rung nắc ở trẻ nó gặp điển hình trong cái tình huống mà khi con của chúng ta quấy khóc nhiều quá khó chịu không chịu được mà người chăm sóc trở nên mất bình tĩnh là hay nắm vai của em bé để rung nay nắc em bé như thế này đấy là cái tiền điển hình nó xảy ra cái gọi là hội chứng rung nắc của em bé còn lại những cái vấn đề như thế này ví dụ như nằm võng không xảy ra đấy, ví dụ như bạn bé em bé mà đi xe những cái giảm sóc giảm sóc gì của ô tô này nó cũng không gây ra hội chứng rung nắc nó không gây ra như vậy ạ À, nhưng à, như trước đây là nhiều bạn là không cho con nằm võng vì no hội chứng rung lắc không phải nằm võng thì không gây ra trong một tuần đầu ấy là để cơ thể nó ổn định thì gần như là em bé phải nằm im mà không đung đưa gì nhiều à, còn sau một tuần à, ví dụ em bé có nằm cái nôi võng thì nó lại không xảy ra rung lắc nhưng cái hậu quả của nó là ở vấn đề khác à, mình nhắc đến đồ là vì những cái vấn đề như là à, giảm cái um, tự vận động của em bé để các nguy cơ mà nó hạn chế cái đường thở này rồi những cái tai nạn thương tích đằng sau đấy và những cái thói quen cái khó khăn trong vấn đề tự ngủ của con đấy mới là những cái liên quan đến võng còn hội chứng rung lắc nó, nó sẽ không gây ra những cái chăm sóc thông thường đối với em bé như thế này nên các bạn không phải lo bạn à, trương my à, chào bác bé em hôm qua có đi về bà ngoại chơi hôm nay trên người bé nổi mần đỏ trên tay chân mặt một đỏ ở giữa có mụn nước cái này gần như là mẩn đỏ trên tay chân và một đỏ ở giữa có một nước cái này là bị con gì cắn bị côn trùng cắn cái nốt đỏ mà có một chấm ở giữa mà có cái mụn nước nhỏ xíu ấy. cái này là bị côn trùng cắn điển hình là bị muỗi cắn à, với con bọ dĩ thì nó cắn là kiểu như vậy và bạn sẽ mua cái thuốc bôi côn trùng cắn về bôi cho em bé để cho nó nhanh khỏi bôi càng sớm thì nó càng nhanh khỏi bạn hậu gia trẻ 11 tháng lượng ăn như thế nào và bao nhiêu lâu thì được ăn ba bữa. Thực ra thì bắt đầu từ 10 11 12 tháng chúng ta có 2 đến 3 bữa. 2 hoặc 3 bữa cái này nó sẽ tùy theo tình huống cụ thể của em bé chứ không phải là khi nào được ăn ba bữa. Ví dụ như là con của bạn đang uống 600ml sữa ăn hai bữa ăn dặm rồi mà nó vẫn có cảm giác đó nó vẫn muốn ăn thêm thì chúng ta sẽ tiến hành cho em bé lên làm ba bữa. Nhưng nếu con nó uống xem xem 500 600 ml sữa mà nó ăn hai bữa nó không có biểu hiện đó nó không có muốn ăn thêm mà lúc nào bữa nào nó cũng phải cố thì chúng ta sẽ chưa tăng lên ba bữa làm gì. À, sẽ khó để nói với các bạn là phải lượng ví dụ bao nhiêu ml trong một bữa bởi vì tùy cách nấu. các bạn nấu cháo lúc này con ăn được cháo đặc rồi, cháo nguyên hạt rồi nhưng có những bé thì vẫn đang ăn cái dạng cháo xay say hoặc là cháo nõng nên các bạn sẽ lấy cái lượng làm chuẩn. Ví dụ như là lượng đạm ở đây là 80 g. 80 đến 100 mình lấy khoảng là tiện 80 đến 100 g lượng đạm là chuẩn như vậy à, lượng tinh bột thì ít đi 20 g tức là từ 60 đến 80 g trong tổng ngày lượng tinh bột sống ví dụ các bạn cân thử gạo ấy, bằng lấy gạo ấy cho cả một ngày và lượng rau xanh và trái cây là 100 đến 120 g trên một ngày lượng sữa của em bé là trung bình từ 500 đến 600 à, 600 có em bé thì nó hơi ít hơn một chút khi ăn nên ba bữa nó thành khoảng 500 sữa với lại ba à, bữa ăn thì nó không vấn đề gì Đấy, còn ba bữa hay hai bữa là bạn phải thay đổi theo con của mình thôi nó không 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 có mức cố định tức là không nhất định phải ăn ba mà cũng không phải nhất định là chỉ được ăn hai